em cô chú ha, cùng xem hai cây mai khá khủng của video ngày hôm nay. Đây một cô mai đế thú ha, hoành đo chính xác là được khoảng 80 mấy cm nha quý vị nha. Cây con thú này rất là đẹp nha quý vị. Cây thì chủ là bao bông đẹp ha. Đây mà anh em cùng xem. Cây khá đẹp. Thì trên cái kênh này, thì kênh miền Tây Tôi Yêu 1234, thì mình cũng gửi cho quý vị xem những cây mai khá to, cây mai đẹp của video, để anh em xem chiêm ngưỡng ha. Thì nếu có giao lưu thì mình cũng để lại số điện thoại trên video cho anh em xem cho nó rõ ha. Chiều cao là tầm khoảng 1,5 m ha, trồng trong cái bồn, cái chậu khá lớn nha quý vị nha. Thì cũng rất mong anh em đón nhận những cây mai này. Xin lỗi quý vị nha, cây mai này thì hoành 90 cm nha quý vị nha. Đây thì mình cũng đã đo thông số rồi, cây rất là giống bàn tay Phật nha. Tay cành là đã bẻ sữa rồi nha quý vị nha, đi vô dây rồi. Đây là hai cây hôm nay mình gửi cho cô chú xem ha. Cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh em gần xa đã luôn đồng hành kênh YouTube của mình. Cũng rất mong anh em cô chú ha ủng hộ kênh của mình, và cũng như tiếp tục để cho mình có động lực để làm thêm những cái video, những cái mai càng ngày càng đẹp hơn, và những cái độc lạ cho quý vị xem nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em cô chú.